Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy vở ôn ly bài tập toán lớp 3. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài tự kiểm tra. Bài số 1. Khoanh và chữ đặt trước câu trả lời đúng. Số góc vuông trong hình banh là. Rồi, như vậy là góc vuông. Chúng ta muốn biết góc vuông, chúng ta sẽ lấy cái eke chúng ta đo này. Chúng ta dự đoán, chúng ta thấy đây là góc vuông này. Nên mình để cái hai cái cạnh này nó sẽ trùng với lại hai cái cạnh của cái EK, còn cái đỉnh này chúng ta sẽ dựa vào đây. Mà nếu như nó trùng thì chúng ta nó là góc vuông. Rồi, nó là góc vuông, được không? Rồi thầy thấy đây là có một cái góc vuông này nữa. Đây, cái chỗ này nè. Đó, đó. Như là hai góc vuông. Đây, chỗ này và chỗ này. Chúng ta qua bài số 2. Đặc tính được tính 6.947 ta cộng cho 3.520 28 cái này cộng trừ cái này nhân. Cái này là chia cuối cùng. 7 cộng 8 15. 5 ra như 1. Có 26 1 7. 9 ra cộng cho 5 14 viết 4 ra như 1. 6 3 9 1 10. 8.920 11 ta trừ cho 530 16. 1 ta trừ 6 được, ta lấy 11 ta trừ 6 cùng 5. 5 ta trả 1. 3 cộng 1 bằng 4. 12 trừ cho 4 còn 8. 8 là trả 1. 5 cộng 1 bằng 6. 9 là trừ cho 6 là còn lại 3. 8. Nhân 8 24 viết 4 là nhớ 2. 3 nhân 7 21. 21 với lại là 20 21 với lại là đây này là 2 nữa, 21, 22, 23. Viết 3 ta nhớ như 2. 3, 1, 3, 3 với 2 là 5. 3, 2, 6. Ta chia cho 5. 9 chia 5 là chúng ta sẽ được là 1. 1 còn lại là dư 4. 4 này ta hạ xuống thì chúng ta sẽ được là 8 lần. 8 x 5 là 40. Vậy còn lại là 4. 8 ta hạ xuống. 9 x 5 là bằng 45. Vậy còn lại là 3. 0 ta hạ xuống. 6. Hết. Chúng ta qua tiếp theo là bài số 3. Có 6 thùng, mỗi thùng chứa là 1.208 lít xăng. Giờ là 6 thùng nha, mà mỗi thùng là chứa bao nhiêu. Người ta lái ra 4.850 lít xăng từ các thùng đó. Hỏi trong thùng còn lại là bao nhiêu lít xăng. Và chúng ta lấy 6 ta nhân cái này, chúng ta xem được là tổng cộng là bao nhiêu. Rồi có cái kết quả rồi chúng ta sẽ trừ cái này thì còn lại trong trong thùng. Số lít xăng có tất cả là 1.208 ta nhân cho 6 thùng. 6 x 8 là bằng 48. 6 x 2 12 với 2 là như 1. Này là lít xăng. Rồi ta lấy số này, ta trừ cho cái số lấy ra là 4.850. Số lít xăng trong thùng còn lại là số lít xăng trong thùng còn lại là
7.248 ta trừ cho lấy ra là 4.850 bằng 8.901 9 nhẹ còn 3 6. Ồ, cái này 7 ta trừ cho 5 mà cái này là 2, cái này là lít xe. Đáp số 2.398 lít xe. Đọc qua và tiếp theo bài số 4. Ngày cuối cùng của một tháng 6 nào đó là ngày thứ ba, và ngày đầu tiên của tháng 6 là thứ mấy? Như vậy là tháng 6 đúng không? Tháng 6 chúng ta xem là tháng này có bao nhiêu ngày. Đây, chúng ta đếm trên cái này. Đây là tháng 1 này. Và ta lấy bút này. Tháng 1 sủng xuống là 2, nhô lên là 3, sủng xuống là 4, nhô lên là 5, sủng xuống là 6. Như vậy cứ sủng xuống là 30 ngày. À, tháng 1 là 30 này, 31 này, tháng 2 thì ngoại trừ này, là 28 hoặc 29. Như vậy là tháng 3 nhô lên là 31, tháng 4 là 30, tháng 5 nhô lên là 31, tháng 6 sủng xuống là 30. Như vậy cái tháng 6 chúng ta sẽ có là 30 ngày. Được không? Nhà này chúng ta có nè. Thứ người ta nói là thứ ba đúng không? Thứ ba. Thứ ba thì tương ứng với lại là ngày 30. Như vậy là đây là cái ngày cuối cùng của tháng, được, cuối cùng của tháng. Thì chúng ta sẽ đi tính tiếp thứ ba. Thứ ba, một tuần là có 7 ngày. Được. Như vậy ta lấy 30 mà ta trừ cho 7, như vậy là còn là 23, như vậy là nó là ngày 20 13. 23 chúng ta tính tiếp là thứ ba. Thứ ba chúng ta trừ tiếp, một tuần là có 7 ngày, 23 mà ta trừ cho 7, 3 mà ta trừ cho 7 là 16, ngày 16. Rồi chúng ta tính tiếp là thứ ba. Thứ 3 16 ta trừ cho 7 ngày nữa, nên nó lưu về là còn lại là ngày 9. À, ngày 9 ta tính tiếp cho thứ 3 nữa. Thì 9 ta trừ cho 7 ngày nữa, tại vì một tuần là cứ 7 ngày chúng ta lưu về. Như vậy 9 mà ta trừ cho 7 là còn lại là ngày 2. Yeah. Như vậy là ngày 2 nó là thứ 3, như vậy là ngày 1 là ngày đầu tháng. Yeah. Ngày 1 đầu tháng thì cái này chúng ta sẽ nó trở thành là thứ hai. Nè, như vậy đầu của tháng 6 là thứ hai, ngày 1. Rồi tiếp theo, ngày cuối cùng của nó là thứ ba và ngày 30. Chúng ta xác định là cái bài này chúng ta chủ yếu là chúng ta phải xác định được ở tháng đó là bao nhiêu ngày. Được. Chứ nếu như mà cái bài này chúng ta không xác định được là tháng đó 30 hoặc là 31 ngày thì cái bài này chúng ta khó xác định ở chỗ này. À. À, như vậy chúng ta sẽ cây là tháng 6 là có 30 ngày nè. Tháng 6 là có 30 ngày. Bất kỳ tháng nào cũng bất kỳ tháng 6 của năm nào cũng vậy ha. Bất kỳ tháng 6 của năm nào cũng vậy, cũng có là 30 ngày. Đây là ngày cuối cùng. Cuối cùng của tháng 6 là thứ ba. Ngày 30. Rồi một tuần là cứ 7 ngày, một tuần cứ 7 ngày chúng ta cứ trừ lưu. Được rồi. Vậy thì cái ngày đầu tiên của tháng 6 là thứ vậy. Ngày đầu tiên của tháng 6 là thứ hai.
hát chỗ thầy viết như này ha. Thứ hai, chúng ta qua tiếp tục bài số 5. Một số trầu nghìn khi chia cho 7 thì được thương là 285 và còn dư. Vậy số đó là. Rồi ta lấy hai cái này chúng ta chia nhau, chúng ta nhân nhau thử xem. Được. Ta lấy là 285 này, ta nhân cho 7 thì chúng ta sẽ được là 1995. Được. Như vậy người ta họ nói là còn dư. Được. Như vậy là số đó là cái này là 2000, được. 2000. Số đó là 2000. 2000 ta chia cho câu số số 7 thì chúng ta sẽ được này và chúng ta sẽ dư là dư 5. Được. Dư 5. Này 2000 nè, 2000 ta trừ cho 5 là bằng là 1995. À, đó là cái dư. À. Mà đây người ta hỏi yêu cầu là trùng nghìn. Trùng nghìn thì nó phải là 2000, được. 1995 là tới trùng nghìn là 2000 thôi, tại vì cái số 2000 nó đứng gần gần nhất của số này. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy thì cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn cái đường link của blog, trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.